có phải cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn cách mắc bệnh lạ để mà thoát tội hay không? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương bất thường vào ngày 25 tháng 11 đã đột ngột kết thúc không kèn không trống sau chưa đầy nửa ngày làm việc. Trước đó đã có đồn đoán về việc hội nghị bất thường lần này sẽ công bố quyết định liên quan đến cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, nhưng rốt cuộc đã không xảy ra. Như vậy, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu vẫn còn cao số. Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa dám động tới ông Bảy Phúc, trong lúc có đồn đoán cho rằng hội nghị Ban chấp hành Trung ương bất thường đã đột ngột kết thúc sau hơn vài tiếng đồng hồ làm việc. Đây được cho là một minh chứng cho việc thế lực của Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu. Có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đang cố gắng tìm mọi cách để lôi kéo thêm đồng minh trong đảng, kể cả các đồng chí vốn là cựu thù với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo đó, trường hợp cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể là một ví dụ. Đồn đoán này có căn cứ và dựa vào sự kiện cựu chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều cùng tham nhũng, nhưng kết quả xử lý thì lại khác nhau. Thậm chí có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bao che của ông Thưởng rất rõ ràng. Cụ thể, thông báo của Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật với ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng với lý do trong thời gian giữ các cương vị lãnh đạo, cả hai ông đã vi phạm quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Vương Đình Huệ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, trong khi đó Bộ Chính trị chưa xem xét xử lý kỷ luật với ông Võ Văn Thưởng do ông đang điều trị bệnh nên được tạm hoãn. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cơ quan chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang khỏe mạnh và công tác bình thường. Nhưng sau khi có vấn đề liên quan đến pháp lý thì bất ngờ trình hồ sơ bệnh án cũng như các bằng chứng chứng minh bản thân có bệnh nặng để mà xin giảm nhẹ hình phạt. Theo đồn đoán, hồi đó Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt vấn đề với ông Võ Văn Thưởng nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn. Đồng thời, Bộ Công an cũng bắn tin yêu cầu ông Vương Đình Huệ nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận xử lý tương tự như ông Võ Văn Thưởng. Nhưng ông Huệ khi đó, dựa vào sự chống lưng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã bác bỏ tất cả các cáo buộc từ Bộ Công an. Theo đồn đoán, đó là lý do ông Phạm Thái Hà bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài sau khi ông này trở về từ Trung Quốc cùng ông Vương Đình Huệ. Hiện nay có nghi ngờ cho rằng thông báo của Bộ Chính trị cho biết ông Võ Văn Thưởng đang chữa bệnh là không thuyết phục. Bởi chăng đây là sự biện minh cho việc ông Võ Văn Thưởng đã được phép hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, cũng có nhận định cho rằng dù sao đi nữa, cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi có thể hạ cánh an toàn bất kể đang điều trị bệnh, và chắc chắn ông Võ Văn Thưởng sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật của Đảng dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Tổng Bí thư Tô Lâm. Cũng theo chia sẻ, Bộ tham mưu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tính toán rằng đây là một cách chia để trị với thế lực đang chống đối ông Tô Lâm. Đồng thời, việc này cũng có thể thể hiện công luận thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang chống tham nhũng với xu hướng mạnh mẽ hơn, không vùng cấm, không ngoại lệ như đã tuyên bố trước đó. Theo một nguồn tin, Chủ tịch Võ Văn Thưởng bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ đó xuất phát, đồn đoán cho rằng cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đang đứng trước hai sự lựa chọn. Đó là nhận hình thức kỷ luật ở mức cao, có thể ở mức bị truy tố, hoặc chấp nhận mắc bệnh lạ để bảo toàn uy tín và danh dự cho Đảng và cá nhân ông Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin, có phải cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có chọn cách mắc bệnh lạ để mà thoát tội hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tổng Bí thư Tô Lâm tước thực quyền của trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc. Sau khi trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra hàng loạt các đề xuất về cải cách với mục tiêu đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Theo giới quan sát, đây là những bước đi được ông Tô Lâm chuẩn bị từ trước về sự cấp thiết cần phải cải cách thể chế. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, các thế lực chính trị bảo thủ chiếm đa số trong giới lãnh đạo cấp cao đã không ủng hộ quyết tâm cải cách của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Họ xem đó là sự tiếm quyền nhằm đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi chệch hướng con đường
chủ nghĩa xã hội. Điều đó cho thấy việc quyết định chủ trương cải cách điểm nghẽn của thể chế đã đưa ông Tô Lâm vào tình thế cưỡi lên lưng cọp, có muốn đèo xuống cũng không phải dễ dàng. Sáng ngày 25 tháng 11, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây thực chất là một hội nghị trung ương bất thường, trái với quy định. Theo quy định và thông lệ, hội nghị Trung ương Đảng chỉ họp mỗi năm 2 lần thường kỳ vào khoảng tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Trong bối cảnh của nội bộ của Đảng có rất nhiều diễn biến phức tạp, sự tranh giành quyền lực giữa các cá nhân và phe nhóm đã tạo ra cảnh gió tanh mưa máu. Đây là lý do các hội nghị trung ương bất thường đã nhiều gấp 3 đến 4 lần so với hai cuộc họp thường niên của hội nghị trung ương và đã trở thành điều bình thường trong mắt người dân. Mới đây nhất, từ ngày 18 đến 20 tháng 9 vừa qua, hội nghị trung ương 10 khóa 13 vừa kết thúc đã hết sức khẩn trương, rốt ráo và ngắn gọn, với thời gian làm việc được cho là thâu đêm suốt sáng. Nhưng kết quả, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không thuyết phục được Ban chấp hành Trung ương đồng thuận với cái gọi là cải cách thể chế. Đó là lý do ông Tô Lâm đã phải chấp nhận quay xe để đưa ra phương án mới dễ thuyết phục Trung ương hơn. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện một cuộc cải cách mang cải cách hệ thống chính trị với mục tiêu nhằm xây dựng một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương án kể trên hoàn toàn phù hợp với tuyên bố của ông Tô Lâm trước đó khi khẳng định rằng chỉ 70% thu ngân sách để nuôi bộ máy hành chính thì lấy đâu ra tiền để mà phát triển đây. Đây là điều thuyết phục được kể cả những nhân vật bảo thủ nhất trong Đảng. Điều này càng trở nên đáng chú ý hơn khi trên mạng xã hội gần đây xuất hiện thông tin về một đề án đầy tham vọng nhằm sắp xếp lại cơ cấu các bộ ngành của chính phủ, kể cả việc hợp nhất các bộ máy và các cơ quan của Đảng. Đáng chú ý đó là phương pháp nhập ban tuyên giáo với ban dân vận, đưa ban đối ngoại trung ương sát nhập vào bộ ngoại giao, sát nhập ban kinh tế với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, nhập ban nội chính với đảng ủy các cơ quan tư pháp, là tổ chức đảng lãnh đạo và cơ quan thực hiện chức năng tư pháp bao gồm tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, với thời hạn hoàn thành trước quý 1 năm 2025. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm vốn dĩ là một trùm an ninh, mật vụ, cho nên việc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội nhất tiễn hạ song điều. Phương án kể trên không chỉ nhằm vô hiệu hóa quyền lực của một số ban đảng là những nơi Tổng Bí thư chưa kiểm soát được, mà để chịu sự kiểm soát của ông Phạm Minh Chính, một đàn em thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời với phương án này, trưởng ban nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc cũng như trưởng ban đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung đã bị tước hết thực quyền. Đây dường như là điều mà ông Tô Lâm đã ấp ủ từ rất lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm tước thực quyền của trưởng ban nội chính Phan Đình Trạc. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de